Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là ba rọi chiên giòn nha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình có 700g thịt ba rọi. Nè, các bạn nhìn nè, những ba rọi này rất là ngon. Hồi sáng đó, mình mua xong rồi mình cũng để tủ lạnh đó. Cho nên đó là hồi nãy mình mới vừa xả đông mà, cho nên nó còn hơi ướt ướt ha. Với lại mình có còn một gói thịt chiên giòn. Đây là nước me, nước me mình cũng ngâm sẵn đó các bạn, tặng cho nó me nó sẽ mau mềm hơn ha. Còn đường thì mình sử dụng với là 2 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt ha, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng rưỡi cà phê bốc ớt bột ha, với lại là mấy cái tép tỏi này, với ớt nữa các bạn, mình quên để ớt lên. Bây giờ trước tiên là mình sẽ cắt cái phần thịt ba rọi này ra nè, tặng mình sẽ ướp trước nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt cái phần ba rọi nha. Mình cắt á thì mình chỉ cắt mỏng thôi chứ mình không có cắt dày nha. Tại cái miếng này miếng đầu á, cho nên là mình cắt mình để đại nha. Rồi bây giờ là mình sẽ mới vừa liếc con dao nên nó làm các bạn thấy là cái phần thịt đó mình cắt rất là bén. À, mình sẽ cắt mỏng như vậy ha. Bây giờ mình sẽ cắt cho đến hết cái phần thịt thôi. Cái phần thịt đó thì bây giờ là mình cũng đã sắt xong hết rồi nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ướp nha. Mình sẽ cho một muỗng canh nè. Bột này là bột chiên giòn nha. Mình ướp cái phần thịt. Mình sẽ làm 1.5 muỗng bột ha. Tiếp theo mình sẽ cho đường. Đường thì mình sẽ cho ít thôi các bạn. Mình chỉ lấy bên đường thôi, còn cái phần bột ngọt thì mình sẽ chừa lại nha. Đây là nước mắm. Nước mắm thì mình sẽ cho 2 muỗng canh. Mình sẽ chừa lại nước mắm lại. Còn cái phần tiêu nè, mình sẽ cho 1/2. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình trộn đều lên. Giờ mình sử dụng 2 cái chiếc đũa như vậy nè, mình trộn cho nó dễ ha. Đó, giờ mình sẽ trộn đều ha, mình trộn đều lên rồi sau đó mình sẽ để mình ướp 30 phút. Sau 30 phút thì mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem nha. Bây giờ là mình sẽ làm tiếp cái phần mà nước sốt các bạn. Thời gian mình ướp cái phần thịt thì mình sẽ làm cái phần nước sốt luôn nha. Với là mình cũng băm ra, mình băm cho nhuyễn đặng hồi mình cháy cái phần nước me các bạn, cho nó ngon hơn, nó thơm hơn. Bây giờ mình bắt cái chảo lên rồi đó thì mình sẽ cho một tí xíu dầu ăn vô ha, để mình cháy cái phần tỏi nè. Cái phần tỏi cho thơm ha, thơm lên rồi bắt đầu mình sẽ cho cái phần nước me vô nha. Cái phần nước me mình cũng dầm để cho cái phần me nó sẽ ra cái độ chua nhiều hơn các bạn. Tỏi phi lên thơm ghê luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần me vô luôn nha. Còn này là đường với bột ngọt nè, mình cho vô hết luôn. Một hồi là mình sẽ nêm nếm lại nha. Nước mắm nè, mình làm thì mình cũng phải nêm nếm lại. Cái này là cũng cỡ 2 muỗng nước mắm. Tiêu mình cho luôn. Còn cái phần ớt bột nè, mình sẽ cho vô luôn ha. Và bây giờ mình sẽ quậy lên và mình sẽ nêm nếm lại nha. Mình đã cho gia vị vô hết rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nấu đặng cho cái phần nước sốt của mình á, nó có cái độ sánh lại ha. Rồi xong đó thì mình tự nêm nếm lại. Nhưng mình nêm nếm là vừa cái khẩu vị của mình ăn ha. Tại vì nhiều khi mỗi nhà là mỗi khác, nhiều khi mình liều lượng vậy, nhiều khi mình vừa ăn mà nhiều khi các bạn không có vừa miệng á,
thì mình sẽ nêm nếm lại sau nha. Cái nước sốt của mình á, bây giờ là đã được rồi nè các bạn, nó sánh như vậy là được rồi ha. Giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Mình bắt cái chảo dầu lên rồi á, khi mà dầu nóng á thì mình sẽ cho tí bột chiên dầu nè. Mình để vô 2 muỗng ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngoại đều ra. Sau đó mình sẽ cho các phần thịt vô nha. Này là mình chiên là mình để lửa lớn nha các bạn. Thì mình để đại luôn, không có cần mà phải để từng miếng gì hết á. Khi mà để vô rồi thì mình tự động mình sẽ trở ra, mình sẽ banh từng cái miếng thịt ra ha. Này mình nhớ là mình để lửa lớn nha, chứ mình không có để lửa nhỏ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đợi cái phần thịt á, vàng á, thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Và các bạn, cái phần thịt á, bây giờ nó cũng hơi vàng rồi nè, nhưng mà mình phải chiên cho nó vàng tí xíu nữa nha, để cho cái nó sẽ giòn hơn, nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Các bạn thấy là cái miếng thịt này rất là ngon ha. Và cái phần thịt á, được rồi ha, nó đã vàng như vậy nè. Được rồi, mình sẽ lấy ra nha, để cho nó nhiễu dầu cho hết, rồi sau đó mình sẽ để qua một cái gỗ. Giờ là mình sẽ chiên cái phần thịt đó, còn lại mình chiên cho đến hết nha. Đó, bây giờ là mình đã chiên xong, mình cũng đã trang trí, mình cũng có để một ít cọng rau răm nè. Còn cái phần nước sốt me mình cũng đã làm xong rồi đó. Thì bây giờ là cái món ba rọi chiên giòn của mình á là cũng xong ha. Thì bây giờ ba mẹ con mình sẽ thưởng thức các bạn. Rồi, hãy con ăn đi, ăn thử đi con ngon không? Chấm vô đây nè, coi chừng cay nha, cái này hơi cay nha. Không có ớt trái mà có ớt bột á. Gì quay qua đó vậy? Không có ớt trái mà có ớt bột. Vậy cũng như không. Này các bạn, nhìn cái chén nước sốt nè, giờ mình sẽ chấm vô đây ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nè. Cũng giòn hay giòn vậy không? Ăn miếng thịt thì nó giòn. Cái phần da thì nó không được giòn lắm các bạn. Phần da thì ăn nó cũng còn hơi dai dai, nhưng mà ăn rất là ngon. Cái phần nó sót á, thì mình ăn thì có cái vị là chua chua ngọt ngọt. Nó cũng có hơi cái vị mặn tí xíu nha. Cứng quá. Cay. Nó làm có chấm không? Cái phần da cứng. Thì da, cái phần da heo á. Cái phần miếng thịt á, mình ướp á là cũng vừa ăn lắm các bạn, chứ không có mặn ha. Thì mình chỉ có dầm tí xíu đường với lại nước mắm với tiêu với bột thôi, chứ không có ướp thêm cái gì nữa. Nếu mà mình cho cái phần đường nhiều quá thì cái miếng thịt mình nó sẽ bị đen, nó sẽ giống như là mau khét á, mà thịt thì không chín á. Cái món ba rọi chiên giòn này nè các bạn, mình có thể là mình ăn giặt ha, còn không á thì mình có thể là mình ăn chung với cơm cũng được. Cái phần nước sốt á là mình chan chung với cơm á, ăn cũng rất là ngon nha. Còn không á thì có bạn bè mà khách á, như của chồng mình hay là gì đó các bạn, thì có tới chơi á, thì có muốn nhậu thì mình sẽ làm cái món này nhậu cũng vẫn được nha. Uống bia lai gai vài chai cũng được. Cay hả? Con mình ăn cay dở lắm. Các bạn cũng làm ăn thử đi, ăn cũng rất là lạ miệng và cũng ngon lắm nha. Thì mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Chào các bạn.